Xin hoàng nhận được địa xin chào các bác. Em lên sóng một con điều hòa một cục của hãng Morita. Con này em để số 24, công suất 8.000 BTU, chạy rất là mát và khỏe các bác nhé. Con này có phim full tính năng phím bấm trên máy luôn. Đấy, ngồi cửa gió này các bác lạnh buốt tay, lạnh cóng tay luôn đấy. Có tăng giảm nhiệt độ cài đặt trên máy này. Có chuyển đổi các chế độ hoạt động, đây đang làm lạnh này. Thường đây nó hút ẩm này. Để quạt gió này. Có các tốc độ gió khác nhau này, tự động, mạnh, yếu, trung bình, yếu. Đấy, có hẹn giờ này. Giờ nhá, có chế độ cái này là cái gì đây? Bật ion. Đấy, bật ion luôn nhá. Con máy Morita chạy rất là khỏe. Số 24, máy móc còn rất là đẹp, chạy ngon lành, làm riêng cũng ok, nói chung là mọi thứ không có gì. Đây là vết băng dính bẩn. Con này em bán 3.6 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Các bác lưu ý con này không có điều khiển từ xa nhé, con này chỉ có nút bấm ở trên máy này mà không đi kèm điều khiển từ xa đâu nhé. Chào các bác.